Đây là một trong nhiều hạng mục của tuyến metro số 1 hiện đang được thi công cầm chừng. Các nhà thầu đã giãn tiến độ, rút giảm nhân công, rút bớt máy móc từ nhiều tháng nay. Nguyên nhân của tình trạng này là do các đơn vị chậm được rót vốn, khiến việc thi công có dấu hiệu trì trệ. Trong năm 2017, thành phố đã đề xuất được ứng cái số vốn là 5.400 tỷ. Số vốn cần phải phân bổ thì đến giờ này chúng tôi mới nhận được có nói số tròn là 2.100 tỷ. Như vậy nó chỉ chiếm khoảng 38-40% thôi. Vì vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc thi công của tuyến metro số 1. Dự án tuyến đường sắt số 1 ban đầu có tổng vốn đầu tư là 17.000 tỷ đồng, nhưng qua thời gian và thực tế phát sinh lên đến 47.000 tỷ. Con số 30.000 tỷ đồng phát sinh đòi hỏi phải qua nhiều khâu thủ tục hành chính từ địa phương ra trung ương và ngược lại. Trong khi Quốc hội chưa có nghị quyết về thay đổi vốn đầu tư dự án, nên dù phía Nhật Bản đã thu xếp đủ vốn ODA thì việc giải ngân vẫn còn chậm. Chúng tôi hiểu đây là vấn đề quan trọng của lãnh đạo phía Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị vốn nguồn tài chính cần thiết như yêu cầu. Nhưng phải chờ đợi như vậy quả thực là rất khó khăn. Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ sớm giải quyết vấn đề này để dự án hoàn thành đúng thời hạn. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang tạm thời ứng ra 1.000 tỷ đồng để chi trả cho các nhà thầu. Một số hạng mục cũng đã bắt đầu vào nguồn trở lại, nhưng đây chỉ là phương án giải khó trong thời gian ngắn. Đến đầu năm 2018, nếu không được giải quyết, chuyện sẽ khác.